Đôi tay kỳ diệu và tâm thức sáng tạo nghệ thuật rất khác biệt của họa sĩ Đoàn Việt Tiến đã tạo nên một vị trí đặc biệt cho ông trong nền hội họa đương đại. Nguyễn Tâm bước vào khổ luyện và 10 đầu ngón tay này mình chia ra luyện tập cho nó tinh tế, nó quen, tức là tay trái đã phải cùng đồng hành. Và những cái cảm xúc từ những dây thần kinh ngón tay này, tức là nó sẽ thành một cái quán tính, tức là tốc độ nhanh. Nhiều người hỏi rằng tại sao họ lấy cái ngón tay họ vẽ không được nhưng mà mình vẽ được. Thì tôi không biết tới là sao, tôi nghĩ rằng hầu như là cơ thể tôi, con người tôi sinh ra, tôi có một cái sở trường như vậy. Bằng năng khiếu hội họa thiên bẩm, Đoàn Việt Tiến đã từng đi khắp Nam Bộ, dùng cọ vẽ dạo hàng vạn bức chân dung cho mọi người để mưu sinh. Khi vô tình tìm được tấm kính trên ruộng nhà, thì bức vẽ ngược kính bằng 10 đầu ngón tay của Đoàn Việt Tiến bắt đầu. Bác Hồ là hình ảnh đầu tiên mà tôi đã đột phá. Đây, ảnh Bác Hồ. Để vẽ ra một cái chân dung này, nhất là cái hình ảnh Bác Hồ bằng một cái quân phục của người lính, vì tôi là một người lính. Vì thế tôi ngưỡng mộ vị anh hùng này. Từ năm 1989 cho đến năm 1999 là đúng 10 năm, thì tôi đã hoàn thành một cái tác phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh, là chân dung tả thực ngược kính. Tôi khai thác móng tay, mép tay, đầu ngón tay, kể cả bàn tay, tất cả hầu như đó là 10 cây cọ. Mỗi lần vẽ như vậy, tôi được mẹ tôi chăm sóc, mẹ tôi từng đêm và lau chùi từ miếng kính và từng đêm rọi đèn cho tôi vẽ. Cho đến nay, họa sĩ Đoàn Việt Tiến là người duy nhất ở Việt Nam vẽ hàng ngàn tác phẩm ngược kính bằng 10 ngón tay, trong đó có mảng tranh lên đến hàng trăm bức chân dung tả thực các lãnh đạo, nguyên thủ quốc gia, chính khách của Việt Nam và của nhiều nước trên thế giới. Trong vòng 23 năm trôi qua, đến nay là tôi đã vẽ gần 300 bức chân dung ngược kính và cho các doanh nhân, các chủ quốc gia, các lãnh đạo, lãnh tụ, những chính khách, các tổng thống. Đối với Fidel Castro, hình ảnh của ngài với một cái bộ quân phục nhà Minh và với một cái mũ cát bi, tôi rất là thích cái hình ảnh đó. Cái kỷ niệm đáng quý của vị thủ lĩnh này, ngài có tặng cho tôi được một chiếc áo, thuốc xì gà, hạt dẻ và hai chai rượu. Vẽ chân dung những nhân vật quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn đến quốc gia và quốc tế là một thách đố không nhỏ đối với cảm xúc sáng tạo và tư duy nghệ thuật của họa sĩ Đoàn Việt Tiến. Nhưng sự khổ luyện vẽ ngược kính suốt hàng chục năm cùng bí quyết kết nối tín hiệu từ trái tim đến từng ngón tay đã giúp ông thành công. Tổng thống Donald Trump, ngài nói rằng tôi vẽ đúng cái tự tin của ngài, vì cái tác phẩm của ngài tôi để tên là Tự Tin. Ngài có viết thư cảm ơn, và cái bức thư đó thì tôi cảm nhận đó là một cái điều hết sức xúc động cho tôi. 10 ngón tay kỳ tài của họa sĩ Đoàn Việt Tiến không chỉ là xúc giác, mà đó còn là thị giác, trực giác và sự rung động tinh tế, giúp họa sĩ Đoàn Việt Tiến chạm màu liên tục trên mặt ngược của tấm kính mà không cần quan sát mặt trước để theo dõi sự chính xác và mức độ biểu cảm trên chân dung người được vẽ. Lúc nào tôi cũng kích hoạt và rèn luyện. Cho nên những hình ảnh của các vị nguyên thủ mà tôi được nhiệm vụ vẽ, hầu như tôi chụp hình bằng não. Những góc độ ảnh đó tôi đi vào tiềm thức và lưu lại trong não bộ và sáng tác. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã tôn vinh sáng tạo quý hiếm cho nghệ thuật nước nhà của họa sĩ Đoàn Việt Tiến qua việc xác lập 4 kỷ lục Việt Nam và 1 kỷ lục thế giới cho tác giả. Ngay trong ngày hôm nay, ông vinh dự đón nhận Kỷ lục Việt Nam lần 5 và Kỷ lục thế giới lần 2. Tôi đón nhận là kỷ lục lần này nữa là kỷ lục thế giới lần thứ 2. Lần thứ nhất là tôi vẽ là 12 bức tranh, thời gian là 6 phút 24 giây, tức là tốc độ 12 bức. Kích thước của mỗi bức là 75 x 75cm, tức là mỗi một bức có 31 giây. Đôi tay kỳ diệu không chỉ múa trên mặt kính mà còn nói lên lòng trắc ẩn của tác giả đối với cuộc đời, với những con người đang cần sự giúp đỡ từ đồng loại. Hàng trăm bức tranh của họa sĩ Đoàn Việt Tiến đã được bán đấu giá trong nhiều sự kiện văn hóa với số tiền thu về hơn 7 tỷ đồng, ủng hộ các quỹ thiện nguyện, xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, giúp đỡ bệnh nhân nghèo và nhiều nội dung từ thiện khác.
Đó chính là bức chân dung đích thực nhưng chưa từng được vẽ về tài năng và tâm hồn của nghệ sĩ Đoàn Việt Tiến.